Phật đạo cứu cánh viên mãn trong thập pháp giới. Tại vì sao con người không học Phật? Tại vì sao không học làm Phật? Tại vì sao cam tâm tình nguyện làm phàm phu ở trong lục đạo? Phàm phu ở trong lục đạo rất khổ. Tuy là tu một chút phước, được một chút vinh hoa phú quý, bạn đạt được tài phú, đạt được quyền lực, đạt được địa vị, nhưng thời gian ngắn ngủi chớp mắt liền qua rồi. Khi hưởng thụ vinh hoa phú quý thì rất dễ dàng tạo nghiệp, vô tri vô giác liền tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì vậy? Là nghiệp gây trở ngại cho người khác, làm tổn thương người khác. Thí dụ như một ngày ăn ba bữa cơm, thịt mà bạn ăn chính là làm tổn hại chúng sanh. Động vật cũng là một sanh mạng. Trên kinh Phật nói rất hay: người chết làm dê, dê chết làm người. Con người sau khi chết đọa lạc vào đường súc sanh. Mấy tháng trước đây, cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện mà chính bà tai nghe mắt thấy xảy ra ở khu vực ở nơi bà, là người thân của bà. Có một buổi tối, một người nông dân lấy máy cày về nhà, trên đường gặp năm người muốn ngồi nhờ máy cày của anh. Họ muốn nhờ anh đưa họ đến một thôn trang khác nhanh một chút. Họ nói có việc rất gấp. Là năm người, là họ lừa anh. Anh nói được rồi, tôi đưa các anh đi, 20 đồng một người, tổng cộng là 100 nhân dân tệ, rồi đưa họ đi. Họ đưa 100 đồng cho anh. Sau khi trở về, anh rất vui sướng. Nhưng kết quả khi xem lại thì đó là giấy tiền vàng mã. Anh cho rằng mình bị lừa đảo rồi, nên cả đêm không ngủ được. Đến ngày hôm sau khi trời chưa sáng, liền lấy máy cày đến chỗ hôm qua để tìm những người đó, để hỏi tại vì sao họ lại đưa giấy tiền vàng mã cho anh. Khi gõ cửa nhà người ta thì họ trả lời là: nhà chúng tôi tối hôm qua không có ai đến cả. Tối hôm qua rõ ràng nhìn thấy có 5 người đi vào trong nhà anh, làm sao mà không có ai vào nhà được chứ? Người chủ nhà nghĩ bãi rồi trả lời là: không có ai mà, thực sự là không có ai đến. Hôm qua chỉ có con lợn nái già nhà tôi sanh được 5 con lợn con. Anh liền hết sức ngạc nhiên, liền nói: vậy thì tôi phải đi xem mới được. Người hôm qua đưa tiền cho tôi, trên đầu có đội một cái mũ trắng. Khi xem 5 con lợn con thì quả nhiên có một con có mấy cái lông trắng trên đầu, nên anh ấy mới dở lẽ là: tối hôm qua tôi đã gặp ma rồi, đó là đi đầu thai. Người chết đi biến thành lợn, người ăn thịt lợn trong tương lai biến thành lợn bị người khác ăn lại. Chuyện gần đây nhất là còn có một bạn đồng tu ở Thiên Tân đến đây kể cho chúng tôi nghe chuyện người đầu thai làm chó. Tôi đều yêu cầu họ ghi hình. Bạn ghi hình đó có ở đây không? Có thể tìm lại băng ghi hình đó rồi phát cho mọi người xem. Ở Thiên Tân có một bà lão, con trai bà đã mất được 2 năm, kết quả đầu thai làm chó, canh cổng ở một ngôi chùa. Đã báo mộng cho mẹ anh ấy biết. Mẹ anh ấy đến ngôi chùa đó nhìn thấy con chó. Chó nhìn thấy mẹ, người và chó ôm nhau mà khóc. Đây không phải là mê tín, hoàn toàn là sự thật. Cho nên hàng ngày ăn thịt động vật thì bạn đã gây tổn hại cho chúng sanh rồi, đã tạo nghiệp rồi. Câu nói này chúng tôi không thể nói, nếu nói thì người ta sẽ nói chúng tôi mê tín, gây phản cảm. Bình thường chúng tôi không nói những lời này. Chúng tôi hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch.
động vật cũng là một sinh mạng. Chúng ta đời trước cũng từng là súc sanh, trong tương lai vẫn sẽ làm súc sanh. Chỉ cần bạn không thoát khỏi lục đạo luân hồi thì bạn nhất định không tránh khỏi làm súc sanh, làm ngạ quỷ và đọa địa ngục là không tránh khỏi rồi. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói rất tường tận, rất rõ ràng. Người thông minh, người có trí huệ, Phật thường nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta được thân người, được nghe Phật pháp là điều hiếm có vô cùng, không gì sánh được. Quyết định trong đời này là một cuộc chuyển đổi, hạ quyết tâm không bao giờ tạo lục đạo luân hồi nữa. Vậy thì có phương pháp nào đạt được mục đích này không? Phương pháp khẳng định là có. Phật không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, mà là thập phương hết thảy chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Dùng pháp môn này thoát ly lục đạo luân hồi rất thỏa đáng, ổn thỏa, nên gọi là vạn người tu vạn người đi. Thế nhưng cần hiểu rõ ràng minh bạch đối với lý luận của tịnh độ, bạn mới không hoài nghi. Bạn hoài nghi thì bạn sẽ không thể xây dựng được lòng tin của bạn được. Sau khi hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi thì mới đoạn nghi sanh tín. Trong gần 10-20 năm gần đây, chúng tôi tận mắt nhìn thấy người giảng sanh, tận tai nghe thấy người giảng sanh. Không có bị bệnh, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, hoan hỷ mà giảng sanh, có rất nhiều người. Gần đây nguyên hội trưởng của cư sĩ Lâm, trước đây là lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh rồi, các bạn đồng tu ở đây đều nhìn thấy. Ông là đệ tử Phật lâu năm, thế nhưng thật sự nghe kinh, hiểu rõ ràng đạo lý giảng sanh Phật pháp cũng chỉ là 3-4 năm gần đây. Chúng tôi giảng kinh ở nơi đây, khi ông sanh bệnh, những băng ghi hình giảng kinh của chúng tôi ông đều mang về nhà. Mỗi ngày xem 8 giờ đồng hồ. Ông đã xem qua 4 năm, lòng tin kiên cố, vạn duyên buông xuống, nhất tâm mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông biết được ngày giờ giảng sanh trước 3 tháng. 3 tháng trước khi ông giảng sanh, người nhà ông nhìn thấy ông đang viết chữ, viết ngày mùng 7 tháng 8. Ngày mùng 7 tháng 8 ông viết 17 chữ ngày mùng 7 tháng 8. Mọi người đều không hiểu được đây là ý nghĩa gì. Ngày mùng 7 tháng 8 hôm đó ông đã giảng sanh. Trước đó 3 tháng đã biết trước rồi. Khi giảng sanh tinh thần tỉnh táo. Trước khi ông giảng sanh một ngày, tôi đi thăm ông, ông rất là tỉnh táo. Điều này là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Các bạn đồng học xuất gia, chúng tôi thay phiên nhau trợ niệm. Khi trở về cư sĩ Lâm,
thì quan gia trái chủ của lão cư sĩ Trần này đi theo pháp sư của chúng tôi về cư sĩ Lâm. Những quan gia trái chủ này nhìn thấy lão cư sĩ giảng sanh thế giới Cực Lạc, cho nên cũng không báo oán, cũng không đòi nợ nữa. Tất cả họ đều hoan hỷ. Họ đến cư sĩ Lâm để làm gì? Họ yêu cầu được quy y. Hoàng gia trái chủ nhập vào một bạn đồng tu ở cư sĩ Lâm là vong nhập vào thân. Nói ra họ có bao nhiêu người là quan gia trái chủ của lão cư sĩ, họ đến là có thiện ý, không có ác ý, cho nên thần hộ pháp ở cửa cho phép họ vào. Họ đi vào cùng với pháp sư và yêu cầu quy y, cho nên chúng tôi quy y cho họ. Sau khi quy y xong, họ yêu cầu nghe kinh. Vì nghe kinh nên chúng tôi giới thiệu giảng đường ở tầng 5, ngày ngày ở đó giảng kinh, bảo họ đến tầng 5 để nghe kinh. Họ nói ánh sáng ở tầng 5 quá mạnh. Họ nói chúng tôi nghe kinh ở đó sẽ rất khó khăn, cho nên yêu cầu được nghe kinh ở tầng 2 và tầng 1 ở cư sĩ Lâm. Chúng tôi hiện tại mở tivi 24 giờ đồng hồ không gián đoạn phát băng ghi hình giảng kinh. Việc mở phát băng ghi hình giảng kinh là để cho quỷ thần họ nghe. Cho nên vị cư sĩ mà bị vong nhập khuyên anh em trong nhà của anh ấy phải nghe kinh. Anh nói các anh mà không nghe kinh thì nghe đến quỷ cũng không bằng. Quỷ mà còn đòi phải nghe kinh. Đây là sự việc xảy ra gần đây của chúng ta. Một chút cũng không giả, không phải là bịa đặt. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được, phải minh bạch. Khi hiểu rõ rồi thì sẽ giác ngộ. Cuộc đời này của chúng ta cần lợi dụng cái thân thể quý giá này để mà tu tích công đức chân thật của chính mình, thì tiền đồ của chúng ta, kiếp sau của chúng ta sẽ tươi sáng. Tôi trong 40 năm nay nhìn thấy người giảng sanh rất nhiều. Điều này không phải là truyền thuyết, cũng không phải là ghi chép trên sách xưa, mà là tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy. Một chút cũng không giả. Những người này là minh chứng cho chúng ta là tu hành chứng quả là có thật, là sự thật. Chúng ta nên chăm chỉ nỗ lực tu học. Hiện tại xã hội này rất động loạn, thời cuộc không yên, toàn thế giới đều là như vậy. Cần phải chăm chỉ nỗ lực. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. A Di Đà Phật. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này,
đồng sanh về nước Cực Lạc.